Những ngày qua, vụ việc một đối tượng là tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines xách tay hơn 11 kg chất cấm, gồm 8,4 kg viên nén màu xám thể rắn và 3,08 kg bột trắng được cho là ma túy tổng hợp cất giấu trong kem đánh răng từ Pháp về Việt Nam. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thử nhanh và kết quả cho thấy có phản ứng dương tính với thuốc thử methamphetamine, ketamine, hai chất này được quy định cụ thể tại Nghị định 57/2022 Nghị định Chính phủ. Để dễ hiểu thì methamphetamine thường được gọi là đá hay ma túy đá, là một loại chất gây nghiện tổng hợp thuộc nhóm các chất kích thích dạng amphetamine. Khi sử dụng thì người dùng sẽ bị tác động lên hệ thần kinh trung ương và kích thích giải phóng dopamine hàng loạt. Ketamine được xem là loại ma túy cao cấp với tên gọi là ke. Khi dùng ketamine sẽ gây ức chế thần kinh tương tự như heroin. Hai chất này gây nghiện và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên nó bị nhà nước cấm vận chuyển, buôn bán và sử dụng. Sau khi xác định trọng lượng và thực hiện giám định hàm lượng cụ thể của từng loại ma túy trên, cơ quan chức năng sẽ ra kết luận. Khi đó người phạm tội sẽ phải đối mặt với mức phạt tù sau. Theo quy định tại điểm C, điểm G, điểm Y, khoản 1, điều 250 Bộ Luật Hình sự 2015, hàm lượng methamphetamine có khối lượng từ 1g đến dưới 5g, các chất ma túy ở thể rắn có khối lượng từ 1g đến dưới 20g thì có thể phải đối mặt tù từ 2 năm đến 7 năm. Theo quy định tại điểm H, điểm M, điểm O, khoản 2, điều 250 Bộ Luật Hình sự 2015, hàm lượng methamphetamine có khối lượng từ 5g đến dưới 30g, các chất ma túy ở thể rắn có khối lượng từ 20g đến dưới 100g, thì có thể đối mặt với mức phạt tù từ 0,7 năm đến 15 năm. Theo quy định tại điểm B, điểm E, điểm H, khoản 3, điều 250 Bộ Luật Hình sự 2015, hàm lượng methamphetamine có khối lượng từ 30g đến dưới 100g, các chất ma túy ở thể rắn có khối lượng từ 100g đến dưới 300g, thì có thể đối mặt với mức phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. Theo quy định tại điểm B, điểm E, điểm H, khoản 4, điều 250 Bộ Luật Hình sự 2015, hàm lượng methamphetamine có khối lượng từ 100g trở lên, các chất ma túy ở thể rắn có khối lượng từ 300g trở lên thì có thể phải đối mặt với mức phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, bốn nữ tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, chúng ta cần phải theo dõi tiến trình điều tra cũng như là kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền.